chúng tôi không bao giờ quên. Nó là một con chó rất dũng cảm, mạnh mẽ, giỏi giang và đầy sinh lực. Nó nhanh như một tia chớp trên thảo nguyên bao la. Nó là người bạn đặc biệt. Nó là người bạn mà chúng tôi luôn hằng mong ước. Nó chính là Đa Cát, một người bạn mà chúng tôi không bao giờ có thể quên được. Chú chó ngao Tây Tạng. Phần 1. Tiến kính. Đó là năm tôi lên 10 tuổi. Rời quê nhà Tây An để đến cao nguyên Thanh Tạng. Mẹ tôi đã mất được 2 tháng. Theo sự chỉ dẫn của bác già Vương, tôi đi tìm cha tôi. Cha tôi đã sống một mình trên thảo nguyên trong nhiều năm. Cha cháu sống ở trong cái lều ở đằng kia. Chào A Lạp, có chủ mày trong đó không? Điền Kính, cháu đợi ở đây nhé. Tôi đã không gặp cha từ khi tôi còn bé tí tẹo. Thế nên tôi không thể nhớ nổi khuôn mặt của cha tôi trông thế nào nữa. Điền Kính, đây là cha cháu. Cảm ơn anh, Gia Vương. Chuyện nhỏ thôi mà, có gì đâu. Còn nữa, đây là món đồ mà anh nhờ tôi mua trong thị trấn. Cảm ơn anh rất nhiều. Nhưng tôi không có đủ tiền để trả cho anh ngay. Sư phụ bảo tôi không lấy tiền của anh. Vậy cảm ơn anh. Mấy hôm nữa, tôi sẽ đến chỗ sư phụ để trực tiếp cảm tạ ngài. Điền Kính, gặp lại cháu sau. Vào trong này đi.
Hãy mặc những cái này thử xem. Đồ con đang mặc không thích hợp để sống ở đây. Nếu muốn ở đây, con phải theo truyền thống ở đây và quên đi cuộc sống ở thành phố. Cha, cha, có chuyện gì vậy? Không có gì ạ. Tôi định hỏi, sao cha không ở bên cạnh mẹ tôi khi bà lâm bệnh? Cha tôi vốn là một thầy lang. Có thể ông ấy có cách chữa cho mẹ tôi. Nhưng tôi không có can đảm để hỏi cha tôi những lời này. Điền Kính, cháu là Điền Kính phải không? Vâng ạ. Cháu đã lớn như thế này rồi sao? Điền Kính, cháu còn nhớ chú không? Không ạ. Khi cháu còn bé tí tẹo, chú thường xuyên đến bế và dỗ dành cháu đấy. Chú là Tác Nạp Mộc. Tác Nạp Mộc ư? Nghe nói cháu quay lại đây nên chú đến để uống rượu chúc mừng đấy. Này mấy người kia, sao mấy người lại làm phiền Lạp Cách Ba chứ? Khó lắm cậu ấy mới gặp lại được con trai mình đấy. Không có vấn đề gì đâu. Lạp Cách Ba, cậu phải quan tâm đến thằng bé một chút chứ. Nó vừa mới đến mà cậu đã bỏ mặc nó một mình như vậy sao? Cậu đến thật đúng lúc. Cậu hãy dạy Điền Kính cách chăn cừu đi. Cái gì? Thật chẳng ra sao cả. Tôi còn biết nói gì nữa đây? Điền Kính, cháu mặc đồ sai hết cả rồi. Những lúc trời nóng như thế này, người Tây Tạng thường để hở ở bên tay phải ra. Đây mới là cách mặc áo của người Tây Tạng. Vậy chúng ta bắt đầu thôi nào. Chăn cừu cũng không khó lắm. Có điều, có một vài con cừu thường tách ra khỏi đàn và đi hơi xa. Cha cháu là thầy lang mà vẫn phải chăn cừu để kiếm sống sao? Nếu không chăn cừu thì làm sao có đủ cơm mà ăn? Từ trước tới giờ, bố cháu không bao giờ lấy tiền khám bệnh của những người nghèo. Cha cháu không quan tâm đến bệnh tình của mẹ cháu mà lại chạy đến đây để chăm sóc cho những người dân nghèo trên thảo nguyên này. Cha mẹ cháu đã gặp nhau khi cha cháu xuống thành phố học thêm về y thuật. Họ đến đây cùng nhau sau khi cha cháu học xong, nhưng mẹ cháu không thể thích nghi được với truyền thống và điều kiện sống ở đây. Vì thế, mẹ cháu đã đưa cháu về thành phố từ khi cháu còn rất nhỏ. Họ không còn sự lựa chọn nào khác, vì những người dân ở đây cần đến cha cháu. Đôi khi người lớn cũng có rất nhiều những chuyện khó xử. Cái này mẹ cho con sao ạ? Mẹ, đây không phải là món đồ mẹ quý nhất sao? Con yêu, con còn nhớ bài mẹ vẫn thường thổi không? Giờ con thổi cho mẹ nghe nhé. Con sẽ luyện tập mỗi ngày cho đến khi mẹ khỏe lại. Điền Kính, Điền Kính, bây giờ cha đưa con đến gặp sư phụ. Con leo lên ngựa đi. Nào hãy lại đây. Lại đây mà xem này. Hãy lại đây mà xem loại thuốc xuân tình này đi. Đừng hòng lừa chúng tôi. Thứ thuốc mọc tóc mà bà bán cho tôi chẳng công hiệu chút nào. Bà hãy nhìn đi. Ai bảo cậu không làm theo đúng hướng dẫn của tôi? Tôi đã bảo cậu là sau khi bôi xong phải lập tức để cho Ngao Vương liếm lên đầu thì thuốc mới có công dụng cơ mà.
Bà đùa hả? Ai mà dám làm như thế chứ? Cậu thật hèn nhát. Thế thì phụ nữ làm sao dám theo cậu được? Bà làm nhảm cái gì đấy? Cậu có muốn được các cô gái thích không? Thế thì hãy mau mua lọ thuốc này đi. Cậu có mua không hả? Bao nhiêu tiền? 5 đồng vàng. Cái gì? 5 đồng vàng ư? Không muốn hả? Thế thì cậu đã đánh mất cơ hội rồi. Thật đáng tiếc. Được rồi, tôi mua nó. Thế là sau một ngày. Xin lỗi, chúng tôi phải đóng cửa thôi. Mọi người về đi. Tuyệt quá bà ơi. Xem ra là cách bà còn giúp ta làm ăn dài dài. Kẻ xấu xa đó đến rồi kìa. Đó là con trai của chú cách ba sao? Trông nó buồn cười quá. Đứa bé này là Điền Kính phải không? Vâng. Nó rất giống con khi còn nhỏ. Cảm ơn sư phụ đã cho con chỗ thuốc đó. Con đừng để bụng mấy chuyện đó. Mễ Đoá Lạc Mỗ học nghề với con ra sao rồi? Cô ấy rất chăm chỉ và được việc. Hôm nay cô ấy có việc bận nên không đến. Ta gửi nó đến chỗ con để học cách kết hợp giữa Đông Dược và Tây Dược. Con phải tự làm một mình thật sao cha? Muốn chăn được cừu con phải nỗ lực rất nhiều. Nhưng con... Sống ở đây mà con cứ dựa dẫm vào người khác thì không thể tồn tại được đâu. Đứng lại, quay lại đây. Quay lại đây. Lại còn con cừu kia nữa. Trời ơi, Ba Lạp, mày đứng ở đây chờ tao. Tao phải đuổi theo con cừu kia. Ba Lạp, tao sắp hết chịu nổi rồi. Đi nào, mau quay lại bầy ngay. Tao đã bảo là quay về bầy ngay cơ mà. Mày bị làm sao vậy? Trời ơi, tao không thể nhúc nhích nổi nữa rồi. Cảm ơn mày đã cứu tao.
Cha ơi, hôm nay lúc con đang chăn cừu, ngày mai cha phải đến một ngôi làng khá xa để khám bệnh. Con hãy trông nom nhà cửa nhé. Không biết con chó hôm qua là con chó của ai vậy nhỉ? Mày biết nó không, A Lạp? Thật ra có hỏi mày cũng vô ích, có phải như vậy không? Ném chúng rồi, chúng rồi. Cậu là Điền Kính, con trai của chú Cách Ba phải không? Nghe nói cậu từ thành phố đến đúng không? Đúng vậy. Nhưng sao cậu lại dùng đá ném vào tôi? Chúng tôi muốn xem cậu lợi hại đến mức nào. Xem ra cậu chẳng có gì đặc biệt cả. Ném nó đi. Chỉ có thế thôi sao? Đồ kém cỏi. Đi thôi. Nọc phổ, đi thôi nào. Thức ăn thì chán, mấy con cừu thì đáng ghét. Cha lại lạnh lùng với mình. Thật hết chịu nổi rồi. Mày đang lo cho tao đấy hả? Cảm ơn nhé. Tao ổn mà. Tao sẽ không khóc nữa đâu. Bầy cừu đâu rồi? Làm thế nào bây giờ? Bầy cừu đi đâu hết cả rồi? Có ai không? Có mùi máu. Chuyện gì thế này? Rốt cuộc là chúng đã đi đâu cả rồi? Chúng quay lại rồi kìa. Vậy là ổn rồi. Mau đi đi. Điền Kính, cháu không sao chứ? Có mấy con cừu đã bị lũ sói cắn chết rồi ạ. Anh bạn nhỏ này nói rằng đã nhìn thấy đàn sói. Mọi người đã rất lo cho cháu. Chỉ cần Ngao Vương còn ở đây, mọi chuyện đều sẽ ổn cả thôi. Ngao Tạng lợi hại thật đấy. Còn phải nói, không có con sói nào đấu lại được với nó. Cháu hãy nhìn kìa, đó chính là Ngao Vương.
con màu đen ấy. Nó chế ngự tất cả các giống chó trên vùng thảo nguyên này. Con chó đó từ đâu đến vậy nhỉ? Chính là con chó đó. Cháu biết nó hả? Vâng ạ. Sao tớ chưa nhìn thấy con chó đó bao giờ nhỉ? Có thể có một trận chiến sẽ xảy ra. Sao lại thế ạ? Mỗi con chó đều có một lãnh địa riêng. Những thành viên mới đến phải chứng tỏ được mình. Không, hãy ngăn chặn chúng lại. Đừng để nó bị tổn thương. Sao lại phải đánh nhau chứ? Chúng cùng một loài mà. Điền Kính không thể làm vậy. Cháu hãy nhìn con lông vàng đi. Nó đang thách đấu với Ngao Vương đấy. Tại sao? Tại sao lại như vậy? Chúng không thể không đánh sao? Sao Ngao Vương không sang nghênh chiến? Ngao Vương rất thông minh. Khi chưa biết rõ sức mạnh của đối thủ, nó sẽ không bao giờ ra tay đâu. Lợi hại thật đấy. Na Nhật, mày làm gì thế? Mày không phải là đối thủ của nó đâu. Có chuyện gì vậy nhỉ? Sao con lông vàng cư xử kỳ lạ thế? Nó không xem Na Nhật là đối thủ. Nó không muốn đấu với một con chó cái. Cả hai đều chết cả rồi. Một con chó dù khỏe tới đâu, nếu rơi từ vách núi cao thế này thì cũng khó mà có thể sống sót được. Cháu sẽ đi xem sao. Nguy hiểm lắm đấy. Không sao đâu ạ. Hình như Điền Kính thích con chó đó. Cậu ấy và con chó đó đều từ nơi khác tới đây. Chú Tắc Nam Mộc, bọn cháu đã bắt nạt cậu ấy. Thật tốt quá. Mày vẫn còn sống này. Chúng vẫn còn sống. Cả hai vẫn còn sống. Xin chú hãy cứu lấy chúng. Chú biết rồi. Hai người mau đi kiếm dây và cáng lại đây. Chúng mày đừng lo. Ta nhất định sẽ không để chúng mày chết đâu. Một mình chú không thể nhấc nó lên được. Bố cháu không có nhà sao?
Từ sáng sớm bố cháu đã đi khám bệnh rồi ạ. Nếu vậy thì hai con chó này khó lòng mà sống được. Cháu sẽ phải lấy thuốc của bà cháu đến. Thuốc của bà thằng bé có tác dụng mới là chuyện lạ đấy. Mẹ đó là mẫu. Hôm nay cô không đến chỗ sư phụ sao? Tôi mới quay lại thôi mà. Cô ấy là mẹ đó lạp mẫu, học trò của cha cháu. Học trò ư? Vậy thì chị có thể cứu được chúng rồi. Chúng bị thương nặng thế này, không biết chị có chữa được không? Để chị thử xem. Cầu xin chị hãy cứu chúng. Em là Điền Kính phải không? Vâng ạ. Điền Kính, bây giờ chú sẽ đi dồn bầy cừu về. Cháu cảm ơn chú. Không có gì. Đưa chị chai rượu nào. Trên cái kệ kia kìa. Nhanh lên. Đây ạ. Oa Lạp, yên nào. Cha, thầy đã về. Chúng rơi từ trên vách đá xuống. Chúng sẽ không sao phải không cha? Chúng không chết chứ cha? Cần phải khâu vết thương lại ngay. Đã xem mạch chưa? Tôi đã kiểm tra, mạch nhanh một cách bất thường. Na Nhật thế nào? Nó thì khá hơn. Vậy cô hãy chữa trị cho nó, còn tôi sẽ khâu vết thương cho con chó này. Điền Kính, giúp cha nào. Con hãy giữ chặt nó giúp cha. Vâng ạ. Xong rồi. Chị mẹ đó lắp mẫu. Cho em gặp chút được không? Chị hãy dùng thứ này đi. Đây là thuốc của bà em đấy. Nó trị được bách bệnh đấy ạ. Loại thuốc này được làm từ cái gì? Nó được trộn từ bụi đất, phân bò và nước ép từ cỏ. Thuốc của bà em pha chế chẳng theo nguyên tắc nào cả. Bà em bảo chỉ có niềm tin thì sẽ có công hiệu. Em là một cậu bé rất đáng yêu. Sao em không tự mình đưa cho Điền Kính? Cậu ấy sẽ rất vui đấy. Không được đâu. Chị làm ơn đưa cho cậu ấy giùm em. Em cảm ơn chị nhiều. Nó không còn nguy hiểm nữa rồi chứ ạ? Đêm nay là thời điểm quyết định. Rất có thể vết thương sẽ lại phát tác. Chúng ta phải thức canh chừng nó. Được, vậy em sẽ thức. Hy vọng nó đủ sức mạnh để vượt qua được. Nó rơi từ vách đá xuống mà không bị gãy cái xương nào. Có lẽ nó sẽ qua khỏi thôi. Muộn rồi đấy. Tôi sẽ đưa cô về. Điền Kính đúng là một đứa bé ngoan. Thầy, thầy đã nói chuyện với cậu bé chưa? Nó ghét ta, đó là lỗi của ta. Ta đã bỏ gia đình, bỏ rơi mẹ con Điền Kính. Nhưng đó là vì... Có điều ta cảm thấy, thế lại tốt cho nó. Thầy... Nó ghét ta, điều đó sẽ giúp nó cứng cỏi hơn. Như vậy, thì nó sẽ có thể sống độc lập được trên thảo nguyên này. Cảm ơn thầy đã đưa em về. Vậy ngày mai gặp lại nhé. Thầy, thầy làm như vậy có nên không? Em nghĩ thầy đã sai rồi. Con người là động vật có cảm xúc. Điền Kính đã mất mẹ. Bây giờ cậu bé cần tình thương của thầy hơn bao giờ hết.
Có chuyện gì à? Sao muộn thế này còn đến đây? Có chuyện gì sao? Có chuyện gì vậy? Hôm nay người ta gọi con đến thăm bệnh. Khi đến nơi, con thấy bệnh nhân đã chết. Hả? Có vẻ anh ta đã bị cắn cho đến chết. Cả cừu và chó của gia đình anh ta cũng vậy. Con đoán là do thú dữ. Có thể là sói trắng. Con đã kiểm tra tử thi. Đó không phải là những vết sói cắn. Vậy rốt cuộc là cái gì? Điều đáng sợ đó là nó không cắn cừu mà chỉ giết chết. Nếu là do sói hay chó, chắc chắn chúng sẽ không chỉ cắn chết lũ cừu rồi bỏ đi như vậy. Nhưng những gì hôm nay con nhìn thấy cứ như thể con vật đó tàn sát để thỏa mãn thú tính của mình vậy. Thật sự là rất tàn nhẫn. Cha về rồi ạ. Điền Kính, con ngủ đi, để cha trông chừng nó cho. Con trông được mà. Vậy cũng được, nếu có chuyện gì con hãy đánh thức cha nhé. Vâng ạ. Mày không sao chứ? Mày sao vậy? Đừng cử động, mày đang bị thương mà. Mình phải làm gì bây giờ? Cha ơi! Phải rồi. Đây là cây sáo mẹ ta để lại cho ta. Mỗi khi nghe thấy tiếng sáo này, tâm trạng của ta thường tốt hơn rất nhiều. Ngủ đi nhé, tao ở ngay đây mà. Chào em. Chào chị. Chúng uống thuốc chưa? Rồi ạ. Lều này được dựng lên làm gì thế ạ? Nó là trạm xá tạm thời. Sư phụ cho chúng ta mượn. Có mấy con chó trong đó, bệnh nhân không thể vào trong. Chúng tỉnh lại rồi. Na Nhật, yên lặng nào. Trong bộ dạng này của chúng, có thể giờ chúng đã ăn được rồi đấy.
Sao mày không ăn? Là thịt đấy. Vẫn chưa đến lúc thì phải. Ngao tạng chỉ ăn thức ăn của người mà chúng cảm thấy tin tưởng, xem ra nó sẽ không ăn đâu. Với nó, chúng ta chỉ là những người xa lạ, vốn là loài có bản tính cảnh giác khá cao, nó khó mà tin chúng ta ngay được. Nhưng mày phải ăn thì mới khỏe được chứ. Đừng sợ, ta không phải là kẻ thù của mày, ta là bạn. Điền Kính, em đừng có nóng vội như vậy. Mày nhìn này, nó rất ngon mà. Điền Kính, làm như vậy rất nguy hiểm. Thầy, sẽ không sao đâu. Nào, hãy ăn đi. Nó đã chịu ăn rồi. Tuyệt quá, nó chịu ăn rồi. Đưa tay cho cha xem nào. Xem ra vết thương cũng nhẹ thôi. Mang rượu lại đây cho ta. Con gặp may đấy. Nếu nó muốn cắn con, tay con đã bị nó cắn đứt rồi. Thầy dùng một tách trà sữa nhé. Được. Trà sữa. Dùng một thanh gỗ và làm như thế này để trà và bơ trộn đều với nhau. Nào, em hãy uống thử đi. Em cảm ơn chị. Em không quen mùi trà sữa đúng không? Có lẽ thế ạ. Em biết không, người Tây Tạng chúng tôi uống trà sữa mỗi ngày. Trà sữa khiến cho người ta cảm thấy bình yên và thoải mái. Người ta nói rằng khi buồn vì người mà ta yêu thương không còn trên cõi đời này nữa, thì uống trà sữa và khóc sẽ làm ta cảm thấy vơi bớt nỗi buồn. Tắc Bộ Đa, chuyện đó tôi muốn bàn với anh tôi trước đã. Tôi nghĩ cậu không nên làm vậy. Anh ấy đã nuôi dưỡng tôi, tôi không thể bỏ đi mà không nói lời nào. Hơn nữa, có lẽ hôm nay anh ấy đang vui. Anh ấy cướp được của một thương nhân rất nhiều tiền. Tâm trạng của anh ấy đang rất tốt, để tôi thử nói với anh ấy xem thế nào. Gia La, chuyện gì vậy? Em có chuyện muốn nói. Nói đi. Em không cần phải nói nếu cảm thấy không tiện. Anh à, em không muốn làm cướp nữa. Hả? Anh à, em cầu xin anh, em không muốn làm cướp nữa. Em muốn sống một cuộc sống bình thường. Không được. Tại sao? Cậu là em của tôi. Làm nghề này, tôi cần có một người hoàn toàn tin tưởng. Chẳng phải đã có Tắc Mộ Đa rồi sao? Cậu ấy võ công cũng khá, nhưng dù sao cũng không phải là em ruột. Em đã chán cuộc sống này rồi. Cậu nghe theo lời suối bẩy của bà lão đầu chọc và tên là Cách Ba phải không? Không phải thế. Vậy thì vì đàn bà đúng không? Nếu là vì đàn bà thì ta sẽ kiếm cho cậu vài đứa, nhưng em chỉ thích là tiền. Con gái của Đạc Khốc Cầu ư? Cô ấy không muốn em làm cướp nữa. Bao nhiêu năm nay, chúng ta không bao giờ tấn công người trên thảo nguyên. Họ không có lý do gì để ghét chúng ta cả. Nhưng là cướp thì mãi mãi vẫn là cướp. Đồ ngốc, từ trước tới giờ Gia La chưa lúc nào có tâm trạng tốt cả. Anh à, cảm ơn anh đã nuôi em khôn lớn. Công ơn này sau này em sẽ báo đáp.
Để cho cậu ấy đi sao? Nó sẽ phải tự quay về. Ai bảo chỉ có thể dựa vào huyết thống cơ chứ? Na Nhật, thôi đi. Mày phải thấy xấu hổ vì đã gây chiến trước chứ. Lẽ nào Na Nhật ghét con chó này lắm sao? Dù gì thì nó cũng là một con chó rất mạnh mẽ và cứng cỏi. Không bao lâu nữa, nó sẽ có thể đứng dậy và đi lại được. Thật sao? Chuyện gì thế Oa Lạp? Vậy nghĩa là sao? Ngao vừa đấy. Vậy ra chúng tới đón mày hả? Na Nhật phải đi rồi sao? Tạm biệt Na Nhật. Không thể như thế được. Chuyện gì thế ạ? Không phải Na Nhật ghét con chó đó, mà hình như là đã thích người bạn mới này rồi. Nó có thể đi được rồi. Xem ra nó đang giúp con đấy. Con đã cứu nó, giờ nó đang trả ơn cho con. Con không mau dẫn nó theo. Vâng ạ. Nạc phổ phải không? Thuốc của bà tớ có dùng được không? Thuốc ư? Em hãy cầm lấy. Đây là gì vậy chị? Thuốc của bà A Mã Lạp. Nạc phổ nói nó có thể trị thương cho chó.
Nhưng em không nên dùng, mà hãy cầm lấy như bùa cầu may. À, cái đó hả? Cậu biết không? Bà tớ biết chuyện tớ mang thuốc đến cho cậu, nên bà đang khoe khoang về chuyện cha cậu đã dùng thuốc của bà để chữa trị cho mấy con chó đó đấy. Mọi người đã nghe chuyện Điển Kính cứu chó chưa? Chuyện mấy người biết chưa đầy đủ đâu. Đó là nhờ có thuốc của ta nên mới có thể cứu được mấy con chó đó. Đây là loại thuốc chữa bách bệnh. Hôm nay ta sẽ bán nó với giá 1 đồng vàng. Bà tớ luôn làm thế đấy. Thì ra là như vậy. Nhưng cậu cũng giỏi thật đấy. Chuyện gì vậy? Cậu đã thuần phục được nó. Ngao Tạng vốn từ khi sinh ra đã luôn đề phòng kẻ khác, nhưng nó rất thân thiện với cậu, Điền Kính. Cậu có thể gọi tớ là Điền Kính nếu muốn. Con chó đó mở lòng với cậu, đó là điều rất hiếm có. Từ giờ chẳng có ai dám bắt nạt cậu nữa. À, tớ xin lỗi vì chuyện hôm trước. Chuyện đó tớ đã quên rồi. Tớ định đặt tên cho con chó đó. Cậu biết cái tên nào hay không? Tên ư? Tên à? Lông của nó màu vàng. Màu vàng ư? Hay lắm. Mình có rồi. Chúng ta hãy gọi nó là Đa Cát Dụng Chi nhé. Nó nghĩa là gì? Đó là tên của hòn đá vàng kỳ diệu trên đỉnh Côn Lôn. Hòn đá đó luôn tỏa ánh hào quang, trông giống như một tảng vàng lớn vậy. Gọi nó là Đa Cát Dụng Chi ư? Đa Cát Dụng Chi. Nghe hay đấy. Này, Đa Cát Dụng Chi. Đa Cát. Nó đồng ý rồi kìa. Xem ra nó thích cái tên đó. Tuyệt quá. Tuyệt quá. Đa Cát. Đa Cát. Có phải anh cậu là thợ săn không? Vâng. Anh trai cháu cơ thể rắn giỏi khỏe mạnh. Anh ấy là một thợ săn rất giỏi. Không bao giờ anh ấy đi săn mà phải về tay không. Khi nhận được tin anh ấy chết trong khi đi săn, cháu không thể tin vào tai mình nữa. Thật đáng sợ. Cháu nghĩ chắc chắn là do ác ma. Ác ma ư? Pháp Tiệp. Em pha trà sữa xong rồi. Anh vào uống rồi nhân tiện tranh thủ nghỉ ngơi. Được. Anh sao vậy? Đây là điều anh hằng mơ, một cuộc sống yên bình, hạnh phúc bên em. Không cướp bóc, không đấu đá nữa. Thật tuyệt vời. Tất cả là đều nhờ có em. Anh của anh vẫn còn ghét chúng ta. Một ngày nào đó anh ấy sẽ hiểu thôi mà. Đó là âm thanh gì vậy? Em hãy ở yên trong này. Chi? Na Nhật, thấy chưa? Có chuyện gì vậy? Em không tìm thấy Đa Cát đâu. Trong lúc đi chăn cừu, bỗng em không thấy nó đâu nữa. Vậy sao? Nó vẫn chưa hoàn toàn khỏe hẳn. Nó vẫn chưa bình phục. Rốt cuộc nó đi đâu rồi? Thật ra thì em biết đấy. Thật ra Đa Cát là một con chó từ nơi khác đến. Thế nên một khi nó khỏe lại... Ý chị nó sẽ bỏ đi sao?
Chị cũng không dám chắc. Nhưng chị hiểu cảm giác của em. Em thấy thích con chó đó thật sao? Vâng. Không hiểu tại sao, nhưng cứ nhìn thấy Đa Cát là em lại cảm thấy bản thân mình tràn đầy năng lượng. Nó là một con chó dũng cảm, đến một nơi hoàn toàn xa lạ, nhưng nó tỏ ra không hề sợ hãi. Na Nhật. Đa Cát. Mày đã đi đâu thế? Hôm nay chúng ta lại kiếm được tương đối đấy chứ. Cái tên thương nhân nhát gan ấy, hắn ta sợ đến mức mặt cắt không còn một giọt máu. Hắn luôn nói, chỉ cần tha cho tôi các cậu muốn gì cũng được. Dù cho hắn có van xin thế nào, thì thủ lĩnh cũng sẽ giết hắn mà không hề do dự. Thủ lĩnh lúc nào cũng thế, rất tàn nhẫn. Ông ta là người không có nước mắt. Thủ lĩnh, hôm nay chúng ta làm vậy liệu có hơi quá đáng không? Chẳng phải chúng ta đã đặt ra quy luật khi làm ăn trên vùng thảo nguyên này chỉ cướp của chứ không giết người sao? Nếu như người cảm thấy không bằng lòng thì cứ việc đi khỏi đây. Giống như pháp tiệp ư? Đừng bao giờ nhắc đến tên nó trước mặt ta. Tôi... Thủ lĩnh, Pháp tiệp cậu ấy. Thật khủng khiếp. Hình như cậu ta đã bị thú dữ giết chết thì phải. Quan sát xác của pháp tiệp cho thấy thì chắc cậu ta đã chết từ hôm qua. Mày đã giết người anh em của ta. Chính mày phải không? Giết nó đi. Chết tiệt. Con chó đó hình như là của nhà Lạp Cách Ba. Cái gì? Hình như con chó đó cũng chỉ mới tới vùng này. Bây giờ nó luôn theo sát thằng bé Điển Kính, con trai của Lạp Cách Ba. Lại là Lạp Cách Ba. Lạp Cách Ba ra đây. Ra đây ngay. Ta biết cậu đang ở trong đó mà. Bà ơi, bà đừng như vậy. Bỏ tay ra. Lạp Cách Ba, tôi đang bận khám bệnh. Cậu ra đây. Ra đây ngay. Có chuyện gì vậy? Cha cậu... Cậu đã bảo mọi người thuốc của tôi không tốt nên đừng mua thuốc của tôi nữa, có phải không? Cậu phá hỏng chuyện làm ăn của tôi. Tôi chẳng bán được chút hàng nào. Bây giờ muốn kiếm bát cơm qua ngày cũng khó. Cậu hãy nói với cha cậu là bà tớ có nhiều tiền lắm. Tớ biết rất rõ chuyện này. Cậu phải đền bù tổn thất cho tôi, nếu không tôi sẽ... Việc bà buôn bán đó là quyền của bà. Nhưng từ giờ trở đi, không được bán mấy thứ mà bà tự làm và thường gọi là thuốc chữa trị bách bệnh. Đừng có đùa chứ, tôi bán thuốc như vậy cũng chỉ muốn làm trò mua vui cho thiên hạ mà thôi. Mọi người đều rất thích xem tôi biểu diễn mà. Nếu vậy thì có bán hay không bán nữa cũng không sao phải không ạ? Cô đừng có xen vào chuyện của tôi. Tóm lại, nếu tôi không bán được chút hàng nào thì tôi sẽ đến tính sổ với cậu đấy. Đa Cát. Đa Cát. Mày đi đâu vậy hả? Từ sáng sớm ta đã không thấy đâu. Tao lo cho mày lắm.
Lạp cách ba, cậu hãy giao con chó của cậu cho ta ngay. Con chó này, nó đã giết chết em ta. Ông nói không đúng. Đa Cát không bao giờ làm những việc như vậy. Có chứng cứ để chứng minh con chó này đã giết em trai ông không? Ta nhìn thấy nó đứng ở gần ngay xác của em trai ta. Nếu những gì ông vừa nói là thật, thì tôi sẽ đích thân xử lý con chó này. Cha! Không được. Đây là mối thù của em trai ta. Ta phải đích thân báo thù. Gia La, chờ đã. Ông không tận mắt nhìn thấy nó giết người đúng không? Vậy thì làm sao có thể khẳng định nó đã giết em trai ông được? Bà già đừng lắm chuyện. Bà già này sẽ không đứng yên nhìn các ngươi hại người vô tội đâu. Nếu hôm nay ngươi nhất định muốn giết Đa Cát, thì hãy giết ta trước đi đã. Bà ơi, bà tuyệt quá. Hãy giao con chó cho thủ lĩnh của ta ngay. Chị mẹ đó lắp mỗ Tắc mỗ đa, bỏ cô ta ra ngay. Giết mấy người với thủ lĩnh của ta chẳng phải là chuyện gì to tát cả. Còn không mau giao con chó đó ra đi. Không, không thể được. Thằng nhóc, mau tránh ra ngay. Đủ rồi đấy, Gia La. Sư phụ, vừa rồi ta nghe bà A Mã Lạp vì chuyện bán thuốc nên đã tìm đến Lạp Cách Bà. Ta đến để làm trọng tài giúp họ giải quyết rắc rối này. Giải quyết gì mà giải quyết. Việc quan trọng bây giờ là ông hãy dạy cho mấy kẻ không hiểu biết gì này một bài học đi. Gần đây trên vùng thảo nguyên này quả thật đã xuất hiện một vài vụ giết người và thú vật vô cùng bí hiểm. Dường như chuyện này ngày càng trở nên tồi tệ hơn. Nhưng trước mắt chúng ta không có bằng chứng chứng minh con chó này gây ra. Vậy ai đã làm ra chuyện này? Chuyện này không thể dễ dàng bỏ qua được. Tạm thời cậu có thể để con chó này ở lại chỗ Lạp Cách Ba được không? Không được. Gia La, chúng tôi đã nhân nhượng anh nhiều năm rồi. Anh không làm tổn hại đến chúng tôi, thế nên chúng tôi cũng vờ như không biết những chuyện anh đã làm. Nhưng nếu hôm nay anh cứ khăng khăng đòi xử lý con chó này và làm tổn thương người dân ở đây, anh sẽ phải chuốc lấy hậu quả. Thủ lĩnh, vậy thì thế này đi. Nếu như bị đuổi khỏi vùng thảo nguyên này và lưu lạc khắp nơi, thì tôi không chịu nổi đâu. Thay mặt anh em, tôi cầu xin thủ lĩnh hãy bỏ qua chuyện này đi. Đồ khốn! Tắc Mỗ Đa, cậu là người rất sáng suốt đấy. Chẳng qua tôi chỉ muốn kiếm miếng cơm trên vùng thảo nguyên này mà thôi. Cảm ơn sư phụ. Bây giờ cảm ơn là quá sớm đấy. Cậu phải nghe ý kiến của mọi người về chuyện con chó này. Cháu không để ai bắt Đa Cát đi đâu. Điền Kính, con phải nghĩ cho kỹ. Nếu con cứ đòi giữ con chó lại thì cha quả đúng là một người lạnh lùng. Thế nên cha mới có thể nói ra những lời như vậy. Chuyện này cũng giống như chuyện cha bỏ mặc mẹ con vậy. Điền Kính, thầy, đủ rồi đấy. Gia La sẽ còn quay trở lại. Với khả năng của chúng ta, con nghĩ chúng ta có thể bảo vệ được cho Đa Cát sao? Đúng đấy. Hiện giờ cách duy nhất là thương lượng. Chỉ có cách này mới cứu được Điền Kính. Cháu nên hiểu rõ sự việc. Cháu đã hiểu cả rồi. Cháu sẽ đi cùng với Đa Cát. Đa Cát là con chó của cháu. Nào, chúng ta đi thôi Đa Cát. Vậy thế nhé, Lạp Cách Ba. Con sẽ tới đó sau. Điền Kính, tớ cũng sẽ đi cùng với cậu. Bây giờ đi tới đâu cũng nghe thấy người ta nhắc đến chuyện con chó nhà Lạp Cách Ba giết người. Xem ra là chuyện lớn đấy. Đúng vậy. Ừ.
Sẽ không có chuyện gì đâu. Cho dù có chuyện gì xảy ra, ta cũng sẽ không để cho họ làm hại đến mày đâu. Như mọi người đã biết, hai tuần gần đây trên thảo nguyên của chúng ta có nhiều cái chết bí ẩn. Hôm nay em trai của Gia La lại bị giết chết. Là do cháu của Lạp Cách Ba gây ra phải không? Trước mắt, không có ai tận mắt nhìn thấy. Tôi thấy con chó đó đứng bên cạnh xác của em tôi. Chắc chắn là nó. Chúng ta phải nhanh chóng giết chết con chó đó ngay. Mọi người đều thấy Điền Kính và Đa Cát đang chơi đùa với nhau. Từ trước tới giờ Đa Cát chưa bao giờ làm tổn thương đến Điền Kính. Nếu quả thật Đa Cát là một ác ma giết người, thì tại sao nó lại không giết Điền Kính? Đó là bởi vì Điền Kính đã cứu nó. Ngay cả ác quỷ cũng không bao giờ hại ân nhân của mình. Trên thảo nguyên này, ngoài nó ra, làm gì có con chó nào có thể làm được chuyện này? Chúng ta hãy nghĩ mà xem. Kể từ khi con chó này xuất hiện, trên vùng thảo nguyên này mới xuất hiện những việc lạ lùng như vậy. Có phải như vậy không? Đúng vậy. Không biết ai sẽ là người tiếp theo. Sẽ bị nó hãm hại. Có thể là cậu, cũng có thể là người nhà của cậu. Tôi hoàn toàn đồng ý với ý kiến của Gia La. Tôi cũng đồng ý. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu con tôi bị giết? Chúng ta phải loại bỏ con chó đó. Phải. Anh à, anh mệt không? Sao cậu lại đến đây Nặc Phổ? Là Nặc Phổ. Sư phụ kêu em đưa cái này cho anh. Rượu hả? Chắc là vậy ạ. Thật hiếm có. Chỉ có một tí thế này thôi à? Rượu khá mạnh. Nghe nói anh sẽ thấy quay cuồng sau khi uống xong. Thật sao? Tuyệt lắm. Rượu rất ngon. Hãy mau thả Đa Cát ra. Để nó muốn đi đâu thì đi. Có chuyện gì thế? Sai chia rồi. Hình như họ định giết Đa Cát đấy. Mở được rồi. Đa Cát, mau chạy khỏi đây thôi. Vậy anh ấy thì sao? Cậu yên tâm, đó là thuốc an thần. Tớ nói cho cậu biết nhé, đây là loại thuốc có công hiệu duy nhất của bà tớ đấy. Mọi người hãy chờ đã. Tớ phát hiện thấy lông của sát thủ trên thi thể của người bị hại. Nó có màu nâu, trong khi lông của Đa Cát lại màu vàng. Nếu nói vậy thì không phải Đa Cát rồi. Mọi người đừng tin lời cậu ta. Cậu ấy vì con trai của mình nên đã tự biên tự diễn câu chuyện đó phải không? Không phải như thế. Không ổn rồi, Đa Cát trốn thoát rồi. Na Nhật, bây giờ con sẽ đi tìm chúng. Một mình con đi thì không được đâu. Hãy tìm thêm vài người trong làng, rồi chia thành nhiều nhóm đi tìm chúng. Còn hãy đi lo chuyện này đi. Chúng ta phải tìm thấy chúng trước Gia La. Sư phụ, có chuyện gì xảy ra ở đây vậy? Đa Cát, mày đi đâu thế? Thì ra là như vậy. Tôi không tin Đa Cát là ác ma như những gì họ đã nói. Kẻ giết người đó không phải là Đa Cát. Tôi dám quả quyết là như vậy. Sao cậu biết? Trên đường trở về, con đã nghe được chuyện này thông qua những người thợ săn. Chỉ có thể là ác ma. Ác ma ư? Tôi chưa bao giờ nhìn thấy một con quái vật nào giống như vậy. Nó có bộ lông màu đen và rất to lớn. Đáng sợ nhất là đôi mắt nó. Ánh mắt của nó như muốn nuốt chửng người đối diện. Chắc chắn là ác ma. Nếu có Vân Cầm ở đó thì anh tôi đã không chết. Vân Cầm là ai?
Nó là con chó mà anh tôi nuôi. Vân Cẩm không có mặt ở đó lúc anh tôi chết. Khi nó về nhà, nhìn thấy anh tôi đã chết. Từ đó, nó không quay về nữa. Vậy Đa Cát chính là Vân Cẩm. Tôi cũng nghĩ thế. Đa Cát luôn chạy đi đâu đó. Có lẽ nó theo dấu vết của tên sát thủ. Thảo nào, nó lại có mặt tại hiện trường nơi em trai của Gia La bị giết chết. Liệu có phải sát thủ còn lưu lại mùi không? Có lẽ Đa Cát đang lần theo dấu vết đó để báo thù cho chủ nhân của mình. Chúng nó chạy đi đâu mất rồi? Thủ lĩnh, hãy nhìn kìa. Nửa đêm nửa hôm mà Ngao Vương chạy đi đâu thế? Vốn đang sông pha dọc ngang tại khu vực này, bỗng đầu xuất hiện một con chó lạ mặt. Chắc chắn Ngao Vương cũng không mấy dễ chịu về việc này. Ta dám chắc chúng đang đi đến chỗ Đa Cát. Vậy cứ theo sát Ngao Vương, chúng ta sẽ tìm thấy Đa Cát. Xuất phát thôi nào. Sao nó lại đến một nơi lạnh như thế này nhỉ? Giá mà mình mặc nhiều hơn một chút thì có tốt không? Gần sáng rồi. Liệu A Lạp có thể tìm thấy không? A Lạp mũi thính lắm. Chúng ta có thể hoàn toàn tin tưởng vào nó. Liệu có phải chúng đi về phía ngọn núi kia không? Nếu không có bão tuyết thì còn đỡ. Nhạc Phổ, cậu không được ngủ đâu đấy. Nhưng... Nhạc Phổ, cậu mau dậy đi. Nhạc Phổ, Nhạc Phổ. Đa Cát. Cuối cùng cháu cũng tỉnh rồi à? Nặc Phổ, mau dậy đi, mau dậy đi. Là Gia La đấy. Gia La ư? Ai đó đang đuổi theo các cháu hả? Vậy không phải chú đến để bắt chúng cháu sao? Các cháu phải cảm ơn hai con chó đó. Nếu không có hai con chó đó, mấy cháu đã chết rồi. Đa Cát, Na Nhật. Báo cáo đội trưởng, bão tuyết đã qua rồi. Ta biết rồi. Các chú từ đâu tới vậy? Chúng ta đến từ làng bên kia núi. Có ngon không? Lần đầu tiên cháu cảm thấy trà sữa ngon như thế này. Vậy là họ nhầm Đa Cát là sát thủ và cháu đưa Đa Cát thoát khỏi đó. Vâng ạ. Mọi người trong làng đều nhận định rằng Đa Cát là sát thủ, nhưng chắc chắn là họ đã sai. Đúng vậy. Không phải nó. Chú cũng tin cháu ạ? Phải. Chúng ta đang đuổi theo con ác ma đó. Ác ma ư? Nó đi qua làng của chúng ta như một trận cuồng phong. Chúng ta chỉ biết rằng nó là một con ác ma màu đen. Nó không chừa lại đường sống cho bất cứ ai, cho dù là già trẻ gái trai. Nó đã giết hầu hết mọi người trong làng.
Nó là một con quái vật, một con ác quỷ. Chính là nó. Chúng ta đang đuổi theo dấu vết của nó. Kẻ hại dân làng cháu chắc chắn cũng là nó. Chúng ta gọi nó là Lạc Xoa. Tất cả mọi người đều gọi nó như vậy. Ta không nói nhiều nữa. Cháu hãy quay về với cha mình đi. Đợi đến khi chúng ta bắt được Lạc Xoa thì Đa Cát sẽ được minh oan. Vậy phải đợi đến khi nào ạ? Chúng ta biết chắc nó chỉ ở gần đây thôi. Hôm nay hoặc ngày mai chúng ta sẽ tìm được nó. Chúng ta đã để lại cho các cháu ít thức ăn. Tạm biệt. Đã thấy nó chưa? Đa Cát, mày làm sao vậy? Sao mày không ăn nữa? Đa Cát! Ngao Vương! Đa Cát! Mau chạy đi! Không ổn rồi! Bọn nó lại đánh nhau rồi! Đa Cát thật là... Tìm thấy rồi. Hãy chết đi. Đó là âm thanh gì vậy nhỉ? Âm thanh này tôi chưa nghe thấy bao giờ. Đi theo chúng. Đội trưởng, sao lại có thể như thế này được chứ? Đa Cát, Đa Cát. Đó là ác ma Lạc Xoa. Hãy giúp Đa Cát đi ạ. Ta không thể. Cha, con hãy bình tĩnh nghe cha nói. Đa Cát đang chiến đấu vì lòng tự trọng. Nó muốn chiến đấu một mình. Không ai trong chúng ta có thể cản được nó. Điều chúng ta có thể làm bây giờ là chờ đợi. Hãy tin tưởng vào nó. Đánh ra đồ quái vật. Tự ta sẽ giết chết con chó đó. Đi.
Thủ lĩnh, chúng ta không thể đối phó được với con quái vật đó đâu. Chúng ta nên chạy đi. Chạy mau. Đa Cát, Na Nhật, mau chạy đi. Na Nhật, Đa Cát. Đa Cát. Đa Cát. Đi. Na Nhật. Điền Kính, mau chạy đi. Điền Kính, Đa Cát.
Đa Cát. Đến đây thì cuộc phiêu lưu mạo hiểm của tôi và Đa Cát đã hết. Nhưng Đa Cát vẫn chưa chết. Ôi đáng yêu quá, chị nhìn này. Đúng vậy, trông nó chẳng khác nào Đa Cát. Đúng thế, những sinh linh bé nhỏ này đã nối tiếp cuộc đời của Đa Cát. Đa Cát đã phục sinh. Đa Cát đã giúp tôi thêm tự tin và dũng cảm để đối mặt với cuộc sống đầy thử thách tại đây. Nó dạy tôi trở thành người đàn ông có niềm tin mạnh mẽ. Tôi nối nghiệp cha thành thầy lang. Tôi đã sống ở Tây Tạng suốt 50 năm để giúp người dân trên vùng thảo nguyên này. Ông ơi! Tạm biệt! Con người xem chó như bạn, còn loài chó cũng xem con người như bạn của chúng. Chính là Đa Cát đã cho tôi thấy tình bạn này quý giá đến nhường nào. Thank you.
10 tác dụng của việc ăn vải và cách ăn vải để không hại sức khỏe. Xin chào các bạn, mùa vải lại tới rồi. Các tín đồ của vải chắc chắn không thể cưỡng lại vị ngọt thanh, mùi thơm đặc trưng của vải. Tuy nhiên ăn vải như nào để không ảnh hưởng tới sức khỏe thì ít người biết được. Vì vậy hôm nay mình sẽ nói qua về công dụng của ăn vải và cách ăn vải để không bị ảnh hưởng xấu tới sức khỏe nhé. Chuyện là hôm nay tôi được bố mẹ gửi cho một thùng vải to oạch từ Hải Dương vào. Vì biết con gái xa quê lâu năm thèm nhớ hương vị của món đặc sản quê nhà, nên năm nào bố mẹ tôi cũng gửi cho tôi một thùng như vậy. Hơn 10 năm rồi, mà năm nào mở thùng vải cũng có cảm giác háo hức vô cùng, thèm hương vị của vải, thèm nhìn những trái vải chiên mùi đỏ ao như vậy. Đây là chị gái của tôi, chị ấy đang lấy vải để mang đi tặng bạn bè. Kiểu như có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia. Xa quê làm ăn, nên có chút quà nhỏ tặng nhau là thấy ấm lòng và hạnh phúc. Để giữ được trái vải luôn đỏ tươi, không bị thâm thì các bạn lưu ý hạn chế cho vải tiếp xúc với nước và gió nhé. Hãy dùng một chiếc khăn hay mảnh vải trùm kín thùng vải sẽ giữ được màu sắc tươi tới 2 đến 3 ngày. 10 tác dụng của quả vải ít ai biết. 1 là cải thiện làn da. Vải chứa nhiều hợp chất chống oxy hóa có lợi cho làn da. Ăn vải hợp lý sẽ giúp da của bạn trở nên khỏe đẹp, căng tràn sức sống và trẻ trung hơn. 2 là giúp xương chắc khỏe. Tác dụng của quả vải không chỉ có làm đẹp mà lợi ích của vải tới hệ xương cũng rất đáng nể. Quả vải bổ sung phát pho, magie và mangan giúp cải thiện tình trạng giòn xương. Cùng với đó, kẽm, đồng trong quả vải còn thúc đẩy hoạt động của vitamin D, từ đó gia tăng sự hấp thụ canxi, duy trì khung xương chắc khỏe. 3 là chống lão hóa. Vải thiều có nồng độ polyphenol cao. Đây là một trong những chất chống oxy hóa mạnh có tác dụng chống lại quá trình lão hóa của cơ thể. Kết hợp với vitamin C, vitamin nhóm B trong quả vải sẽ giúp ngăn ung thư da, viêm da. Đồng thời, bảo vệ cơ thể khỏi tác nhân gây hại từ môi trường và tia cực tím. 4 là công dụng của quả vải đối với mái tóc. Vitamin C trong quả vải chiếm tỷ lệ lớn. Đây là loại vitamin đóng vai trò tích cực trong việc ngăn ngừa các gốc tự do gây hại cho tóc. Hơn nữa, nó còn bảo đảm cung cấp đủ máu đến nang tóc. Nhờ vậy, tóc phát triển tốt, chắc khỏe và giảm tình trạng khô sơ, trẻ ngọn. 5 là tốt cho hệ tim mạch. Công dụng khác của polyphenol trong quả vải là giúp cải thiện hệ miễn dịch và ngăn ngừa các bệnh liên quan đến tim mạch. Bên cạnh đó, vải cũng giàu vitamin C nên bảo vệ tim mạch rất tốt, tránh nguy cơ bị nhồi máu cơ tim. 6 là phòng chống ung thư. Cùi vải chứa nhiều hợp chất flavonoid, polyphenol và các chất kháng oxy hóa có khả năng phòng chống ung thư hiệu quả, đặc biệt là ung thư vú. Nếu bạn đang hóa trị, thì quả vải cũng giúp hạn chế những tác hại mà phương pháp trị liệu này gây ra. 7 là có lợi cho hệ tiêu hóa. Nhờ chứa chất xơ nên ăn vải thiều sẽ giúp kiểm soát tốt vấn đề về đường ruột. Đặc biệt, quả vải giúp cho dạ dày tránh khỏi sự tích tụ của các chất độc. Từ đó, làm sạch ruột kết, dạ dày, cho hệ tiêu hóa khỏe mạnh, tạo cảm giác ngon miệng, chữa chứng ngỡ nóng. 8 là công dụng của trái vải trong việc giảm cân. Quả vải chứa lượng calo thấp, giàu chất xơ, không chứa chất béo bão hòa hay cholesterol. Hơn nữa, đây còn là nguồn bổ sung vitamin dồi dào, giúp giảm cơn thèm ngọt tốt. Nhờ vậy, nếu ăn vải một cách khoa học sẽ giúp giảm cân hiệu quả. 9 là phòng ngừa bệnh tật. Ngoài vitamin nhóm B, C, E, K, beta carotene, trong trái vải còn chứa epicetin và rutin. Những thành phần này góp phần phòng chống các bệnh mãn tính, kháng viêm, kiểm soát huyết áp. Cùng với đó là tăng cường hệ miễn dịch, cải thiện chức năng gan, loại bỏ gốc tự do gây hại, giảm nguy cơ đột quỵ. Ngoài cùi vải, hạt vải cũng được tận dụng để chữa một số bệnh như đau bụng, đau dạ dày, đau ruột non, đau tinh hoàn, chống lại các khối u, ức chế kháng nguyên bề mặt viêm gan B, ngăn ngừa kết tụ tiểu cầu. Chiết xuất nước hạt vải hoặc rượu hạt vải giúp điều chỉnh lipid máu, chống lại quá trình oxy hóa, chuyển hóa đường, phòng trị và ngăn ngừa các biến chứng thận ở những người bị bệnh tiểu đường. 10 là chế biến thành nhiều món ngon bổ dưỡng. Quả vải có vị ngọt thanh mát và có nhiều lợi ích đối với sức khỏe. Vì vậy, ngoài ăn trực tiếp bạn cũng có thể chế biến vải thành nhiều món ăn để bồi bổ cơ thể. Dưới đây là một số món ngon từ quả vải mà bạn nên làm thử trong mùa hè này. Chè vải rau câu trên xương sáo trên hạt sen. Vải thiều nhồi tôm. Canh vải thiều mướp đắng. Cháo vải hạt sen. Kem vải thiều. Canh gà hầm vải thiều. Bánh vải khô. Vải thiều ngâm rượu. Tuy nhiên, không phải lúc nào ăn vải cũng tốt. Hãy lưu ý một số quy tắc để không hại sức khỏe. 1 là không nên ăn quá nhiều. Công dụng của quả vải đã được kiểm nghiệm trên thực tế. Tuy nhiên, dù có tốt cũng không nên ăn quá nhiều vải cùng một lúc, nên ăn dưới 10 trái mỗi lần. Đối với phụ nữ có thai, trẻ em nên ăn từ 3, 4 quả mỗi lần là hợp lý. 2 là không nên ăn khi đói. Ăn vải khi đói có thể khiến bạn bị say.
vì lúc này lượng đường trong cơ thể tăng đột ngột. Các triệu chứng thường gặp phải kể đến: hoa mắt, chóng mặt, bủn rủn chân tay, buồn nôn, da mồ hôi lạnh. Ba là cách ăn vải không bị nóng trong người. Khi ăn vải không nên bỏ lớp màng trắng bao quanh cùi. Tuy khi ăn, chúng sẽ có vị chát nhưng nó sẽ giúp hạn chế sinh nhiệt, sinh hỏa. Nhờ đó, bạn sẽ ít bị nóng, nổi mụn. Ngoài ra, trước khi ăn vải, bạn nên uống một chút nước muối pha loãng hay trà thảo mộc lạnh để làm sạch ruột, thanh lọc cơ thể. 4 là các đối tượng nên hạn chế ăn vải. Người bị tiểu đường vì cùi vải có lượng đường cao sẽ ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe. Người có cơ địa dễ dị ứng hay bị mụn nhọt, rôm sảy nên hạn chế ăn vải. Cảm ơn các bạn đã theo dõi, chúc các bạn sức khỏe và luôn hạnh phúc.